Rồi, xin kính chào anh chị đến với kênh của mình là Nông Dân TV nha. Đó, thì cập nhật lô bò mới nha. Cập nhật lô bò mới, bên này 20 tháng 5 nha. Đó, bò bông rất là nhiều nha. Đấy. Đó, thì bao giá từ ngồi vào vô. Đó, quay một dòng bò rai, bò bơ. Đấy, trong kia có con chạy thạch nè. Đó, chạy bò La Hai nha, trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, thành phố Yên đó. Đó, anh em nào không biết thì đến ngay chỗ thị trấn La Hai, chạy bò ngay dưới chân cầu sắt đó. Rồi, con quay cùng 31 triệu á. Đó, bông rất đẹp, độ dài này 31 triệu. Đó, quay chiều ngang đó. Đấy, mông tạ. Rồi con xét bên này 30 nha. Đó, bông mũi tiêu, con nào cũng bông hết. Đó, con đây con đỏ đây. Hồi phải đã đỏ tí 31, con đây là 30. Đấy. 29 rưỡi không? Con đen thui một màu. 29 rưỡi nha. Đấy, dư bụng hơi bong bong tí. Tiếp con bông đây. Con bông đây là 27 rưỡi nha. Đấy. Nhỏ hơn con kia tí. Ngang ngang nhau nhưng mà nhỏ thén hơn tí. 27 rưỡi vào. Rồi con đây 28, bông đùi phơ. Lưng. Đó. 28 triệu. Bông đá nha, chân cản quầm dài này. Đấy, đùi đá 28. Rồi còn đấy, cặp đây, cặp da lương đây nha. Đó, cặp bà bơ da lương đấy. 28 rưỡi. Đấy, cặp bơ da lương 28 rưỡi nha. Đó, mông nó cục cục luôn. Lưng đá, đùi. Đó, cặp ra 28 rưỡi. Chân dậu. Rồi vàng bà lai 22 triệu. Ăn lai đây 22 triệu nha. Đấy. Con lai đỏ đây 24 nha. Đấy, xét bên con 22 nè. Con 24. Đấy, 24 triệu. Rồi ba con, hai con trăm đây 23 rưỡi nha. Rồi hai con lai trong cùng đây. Hàng đây đọc nha. Đó, 23 rưỡi. Rồi trong cùng đây cây pháp nha. Đấy. Đó, cây pháp thì anh em nào muốn xem này, muốn ra bò F2 thì xài bò cây pháp này, pháp kem 25 triệu nha. Con này cao ráo nha. Đấy, cao ráo bò. Sâu nè. Bướm. Đấy, 25 triệu. Anh em nào muốn xài bò cải pháp thì tham khảo con này. Đó, quay lại bò giống nha. Đấy, anh em nào có nhu cầu tham khảo bò giống thì vào đây. Bà giống em bà phát nha. Thì kiểm xám đó. Đâu coi thứ cặp nào là cặp đây. Đấy, giá
chạy bò là hai nha, thị trấn La Hai, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên. Thì bò vừa mình cập nhật đó, thì mỗi ngày có bò vừa như bò bán ra nha, bà con đến trại lúc nào cũng có bò để tham khảo. Thì hôm nay đó là ngày 20 tháng 5 nha. Đấy. Quay trước mặt tí cho em tham khảo. Dàn bò này thì nó rơi vào tầm 6-7 tháng nha. Đấy. Đó, có con 6 tháng, có con 7 tháng. Cho anh em tham khảo. Nó 1m17 vậy à. Đấy. 1m1 nha. Đó, hai con dài lương đã. Dài. Rồi, dạng bò lai. Bò lai đây dạng bò lớn nha. Nguyên lớn. Chỗ nào chưa chọn?